từ đó giờ mình tìm hoài mình tìm không được một cái loại kem mà nó phải thấm thật là nhanh nhanh, nó không có được bớt rít, tại vì Vi rất là ghét, cực kỳ ghét những cái loại nào mà bị bớt, bị rít luôn. Bây giờ Vi sẽ cho mọi người xem cái chất kem nha. Cái chất kem này á là ở dạng nano phân tử và các hạt nó rất là nhỏ nè, một cái chất kem màu trắng. Mùi thì rất là thơm luôn và sẽ cấp ẩm tức thì, giúp cho kem thẩm thấu vào da của chúng ta. Đó, thì đây nè, khi mà bôi lên mọi người cũng không có thấy là cái kiểu mà bị bật bật trắng trắng hay gì á. Vi cực kỳ ghét cái đó luôn. Mỗi lần mà bôi lên nó bị bật bật trắng trắng xong rồi nó để lộ cái vân kem, rồi nó làm cho mình kiểu mặc đồ đen á, đặc biệt là những cái bộ đồ màu đen, trời ơi, nó dính quện lại, nhìn rất là sợ. Với lại Vi đi quay á, thì Vi đi quay là hay đi quay ở ngoài trời, cho nên là chống chỉ định với những cái kem nào mà nó bị bết, nó bị dít, nó khó chịu lắm. Thì bây giờ đây, Vi sẽ dùng một cái lượng kem vừa phải như thế này hen, xoa đều lên hai tay. Đó, mình cứ bôi nhẹ nhàng như thế này. Thì khi mà bôi lên da, mọi người sẽ cảm thấy có một cái cảm giác nó giống như nó mát lạnh, nó mềm mịn trên cái da mình ngay tức khắc luôn. Đó, một cái lớp rất là mỏng, rất là mướt luôn nè. Vi sẽ cho mọi người xem. Thì á, lúc mà bôi như vậy thì mọi người sẽ cảm thấy là nó thẩm thấu vào da của mình rất là nhanh. Đây, bây giờ Vi có để cho mọi người có một cái sự so sánh nha. Một cái bên tay này là bôi rồi, bên tay là chưa bôi. Đó, thì mọi người thấy không? Cái bên này mọi người sẽ cảm thấy là nó bóng hơn, nó dễ chịu. Mà kiểu mà nó, tại vì bây giờ qua clip thì nhiều khi Vi cũng không có nói rõ được cho mọi người nghe. Nhưng mà mọi người có thể cảm nhận được, đây là một cái làn da nó chưa bôi nè, còn đây là làn da đã bôi rồi. Đó, thì thứ nhất là nó sẽ bật tông hơn, và thứ hai á là nó làm cho da mình nó có một cái độ bóng nhẹ nhẹ, giống như là được cấp ẩm đầy đủ á. Thì đó là một cái mà Vi cảm thấy rất là thích, và quan trọng nhất là không có bị bớt, không có bị dính cái gì hết. Đó, đây. Và cái mọi người thấy là bôi rất là nhanh. Còn những cái loại kem mà nó bị bớt á, trời ơi, bôi lâu ơi là lâu, làm biến gần chết. Đó, thì bây giờ Vi sẽ để hai cái tay này cho mọi người thấy cái sự khác biệt. Mình để xa xa thì thấy rõ hơn nè. Đó, tay này chưa bôi nè, tay này đã bôi rồi nè. Thì cái lúc mà Vi mua là lúc mà Vi được một cái chị bạn giới thiệu, thì Vi chỉ mới mua có một tuýp thôi. Thì một tuýp này lúc đó Vi mua là 159 ngàn, tính ra mỗi ngày Vi sử dụng khoảng 5 ngàn kiểu vậy. Và mua hai cái có nghĩa là mua hai chai thì giá sẽ còn là 318 ngàn, và free ship. Và mua combo 3 cái như thế này luôn thì giá là 397 ngàn, tính ra là tiết kiệm được khoảng 80 ngàn, và cũng được free ship luôn. Thì tại vì Vi thấy á, cái tần suất mà Vi sử dụng rất là nhiều, cho nên là Vi thấy đang có chương trình khuyến mãi thôi, Vi mua luôn 3 chai luôn, mình sẽ tiện hơn rất là nhiều. Vi vừa xài hàng ngày nè, Vi vừa xài ban đêm nè, xong rồi Vi đi quay Vi cũng xài nữa. Tại vì cái này nó dưỡng trắng cực kỳ an toàn và thẩm thấu, có thể nói là cực nhanh luôn. Một cái chai này Vi thấy là 159 ngàn, thì Vi thấy nó rất là tiện, nó là một cái gì đó, nó hỗ trợ cho làn da của mình, nuôi da của mình khỏe hơn. Và quan trọng đó là nó sẽ làm bật tông cái da của mình, mình mặc đồ này kia nó cũng tự tin hơn rất là nhiều. Đó, bây giờ cho mọi người xem lại cái da, nhưng mà bây giờ mình sẽ bôi luôn cái da bên này luôn cho mọi người thấy nha. Đó, tại vì một lát nữa Vi cũng đi ra ngoài rồi, cho nên là lúc nào cũng phải bôi em này lên hết trơn á. Đây, hồi nãy là Vi so sánh hai cái tay rồi hen, bây giờ thì Vi so sánh, không có so sánh nữa, giờ bôi luôn hết cả hai tay luôn. Đó, thì lúc nào Vi cũng cứ nhẹ nhàng như thế này thôi, mình xoa theo cái chiều đều như thế này, để một chút xíu là cái da của mình nó mềm, mà cảm giác nó như được refresh lại, nó rất là mát, nó rất là dễ chịu. Cái vùng cổ và cái vùng lưng cũng là một trong những cái mà mọi người rất là hay làm biến, kiểu như bị quên á. Nhưng mà đó là một trong những cái mà Vi nghĩ là mọi người cần nhớ nha, cần nhớ thật là kỹ. Tại vì thí dụ mà mình make up á, thì cái mặt của mình nó lúc nào đa số là nó cũng hơi trắng hơn cái người một chút xíu. Nhưng mà nếu như vậy thì khi mà đi ra ngoài, hoặc đặc biệt Vi lên hình á, thì nó sẽ thấy một cái sự chênh lệch rất là rõ. Cho nên là bây giờ là lúc nào cái em Olia đi này là Vi cũng bỏ trong túi xách. Trước mỗi cảnh quay là Vi đều bôi lên, thứ nhất là để dưỡng cho cái da của mình nó được khỏe hơn, nó không có bị cái cảm giác bị khô, bị khó chịu, và quan trọng nhất á là nó bật tông lên nữa. Đó, hồi nãy là Vi đã so sánh rồi, bây giờ là hai cái tay của Vi khi mà đã được bôi kem lên đầy đủ rồi. Và có thể nói là cái cảm giác nó mềm, nó thấm nhanh lắm.
Vi cũng không ngờ lúc đầu là Vi xin thôi, Vi xin mượn ké. Tại bữa đó cái da nó khô, mượn ké xài thử. Nhưng mà bôi lên cảm giác mát lạnh và cảm giác là nó mềm, nó mịn ngay tức khắc luôn. Vi tin chắc là cái này là mọi người sẽ thích. Tại vì Vi là một trong những người rất là lười dưỡng body. Tại vì lúc đó Vi cảm thấy là Vi, một là những cái kem nó bị bết quá, hai là nó bị rít quá, rồi những cái kem khác thì nó lại bị kiểu mà nó bị nó làm trắng, nhưng mà nó sẽ làm cho cái da của mình nó bị hơi kiểu trắng, hơi giả giả. Thì lúc đó Vi không thích đó. Cái này thì nó thứ nhất là nó cấp ẩm tức thì nè, giúp kem thẩm thấu sâu hơn và nhanh hơn, vượt trội hơn các loại kem thông thường. Đó là những cái mà Vi thấy. Thì lúc này thì Vi nghĩ là những bạn nào mà đang gặp phải vấn đề về kiểu da bị khô á, thì nên đây là một cái lựa chọn mà Vi giới thiệu cho mọi người. Và Vi nghĩ là chắc chắn là mọi người sẽ thích. Nó không để lộ vân kem, cũng không có bị bết dính lên quần áo đó. Ví dụ mà kiểu như là những bạn nào mà lười á, nhớ nha, lười thì làm ơn lúc nào để chai này trước mặt, đi đâu cũng phải thoa lên một cái. Tại vì cái chất kem nó rất mềm, rất mướt và có thể nói là cực mịn luôn. Và bật tông thì tính ra là mọi người thấy nó sẽ bật khoảng chừng từ một đến hai tông. Và nó sẽ làm cho cái da mình nó sáng lên sau khi thoa. Kiểu mà nó trắng, nó sáng lên thêm một tông thôi, chứ không phải kiểu mà trắng bần bật mà kiểu da thì ngâm mà lúc nào cái tay cái gì nó cũng trắng lên như vậy. Thì mặc đồ lên nó không có đẹp đâu. Cái này nó chỉ làm cho cái da mình nó sáng lên 1 đến 2 tông thôi. Cái mùi thơm thì như là nó nhẹ nhẹ, nó cứ lưu cả ngày như vậy á. Và nó cũng là một cái nuôi dưỡng làm cho cái làn da của mình nó được khỏe hơn từ bên trong. Khoảng chừng sử dụng khoảng 1 tháng, bắt đầu là mọi người sẽ cảm thấy cái da của mình nó được bật tông lên, nó được cấp ẩm đầy đủ, hồi phục và tái tạo cái làn da của mình luôn. Thì Vi nghĩ đó là một trong những cái mà mọi người sẽ rất là quan tâm. Tại vì Vi là một đứa rất lười.